Xin chào thể anh chị ạ, chào mừng các anh chị quay trở lại kênh Nghiện Kiểng Lá của em ạ. Thì một số anh chị cứ hỏi là làm đại lý, làm sỉ, làm mối sỉ thì như nào? Rồi cái số lượng sỉ thì đạt bao nhiêu và cái mức chiết khấu lại như nào? Thì nay em xin phép làm cái clip để em nói sơ một chút về cái việc làm đại lý tuyển sỉ bên em nhé. Tại vì cây bây giờ em có quá nhiều rồi, mà một vài người làm thì cũng không có kịp ạ. Nên em bây giờ em cũng đang muốn tuyển một chút sỉ để cho các anh chị có thể là mình bán lẻ, hoặc là anh chị về anh chị chăm thêm để các anh chị làm những cái tác phẩm, thì anh chị có thể nhập mấy cái lô hàng này, em thấy nó cũng khá hợp lý lắm. Mà cái mức giá thì mức giá cho sỉ thì nó rất là hợp lý rồi. Dạ, ví dụ như cái cây bikin này, thì cái bikin này thì cái size này là size lớn rồi, và nó đang sinh sản cũng khá là nhiều cây con. Và một số cái cây đó thì nó có vài cái thân, có nghĩa là một chậu nó vài thân. Thì nói chung là cái tùy nhu cầu của anh chị thôi. Có anh chị thì thích chậu một thân mẹ và nhiều cây con, có nhiều anh chị thì lại thích là có vài cây, vài một vài chậu nhiều nhiều thân đó. Thì cũng tùy nhu cầu của anh chị. Và cái này thì em đang bán lẻ là 60, còn sỉ thì tùy vào số lượng. Ví dụ như anh chị lấy được từ 10 chậu thì em có thể em sẽ giảm được 5-10%. Rồi ví dụ như là từ 20 chậu, 30 chậu hoặc 50 chậu ấy, thì cái tỷ lệ phần trăm giảm giá em sẽ giảm thêm nữa, để anh chị lấy cái đó để anh chị có thể cân nhắc để mình đưa ra cái mức giá mình bán lẻ cho nó phù hợp. Ví dụ như một số cái dòng cây caramel này cũng vậy này. Bên em đang bán lẻ là 80 ngàn một chậu, đối với những cái cây mà size lá nó đạt size 30 trở lên nha anh chị. Đó, những cái chậu như này này, nó đang đạt size 30 trở lên rồi. Và cái size này là nó rơi vào tầm 35 rồi, thậm chí là nó gần 40. Đó, cũng tùy cây thôi. Nói chung là đồng đều là tầm size trung bình là size 35 nha anh chị. Đó, size 35 thì có 80 ngàn rồi, nó cực kỳ rẻ rồi. Cây lớn lắm, rất là cao. Đó, thì giá bán lẻ thì 80. Còn anh chị lấy được số lượng thì em sẽ giảm 5%, 10% hoặc 15-20%, tùy vào cái đơn hàng của mình đấy nha anh chị. Đó, và cái giá này thì em báo giá tại vườn thôi, nó chưa bao gồm cái chi phí mình ship hàng đi đâu. Cho nên là anh chị, ví dụ như anh chị cân nhắc một chút, ví dụ như là cái tiền phí ship đó, anh chị cân nhắc gửi cái đơn vị nào cho nó phù hợp thì báo cho tụi em sẽ tìm cách, tụi em liên lạc với bên bên giao hàng rồi tụi em gửi hàng đi. Và bên em thì nói chung là bên em thì làm việc thì nói chung là lựa cây xong thì cứ mình chuyển khoản trước thì tụi em mới gửi cây đi nha anh chị. Chứ tụi em không bán dạng ký gửi hoặc là dạng bán gối đầu đâu. Nói chung là cứ banh xong xuôi rồi em mới gửi hàng đi. Đó, cái này caramel cũng cái giga này cũng vậy nha anh chị. Giga này lá trên 20 rồi, có những lá 30 rồi, thì trung bình là lá mình cứ trung bình là 20 đi, và một chậu nó rất là nhiều cây con. Rất là nhiều cây con như này này. Thì giá bán lẻ cũng đang là 80 ngàn một chậu nha anh chị. Và sỉ thì cứ số lượng thì em chiết khấu thêm phần trăm thôi. Đó, thì cứ lấy số lượng nhiều thì chiết khấu được nhiều. Anh chị nào muốn làm cái đại lý bán sỉ cho bên em ấy thì cứ inbox cho em nhé. Tại vì bên em đang rất cần những cái đơn vị để mình làm đại lý, làm mối sỉ. Đây, cái này là thanh xuân vàng đây, cũng 80 ngàn thôi anh chị nhé. Size lá nó trên 30 hết rồi anh chị nhé. Có những lá thì 40. Và cái đường kính gốc, đường kính thân ở dưới gốc ấy, thì nó đạt size khoảng 3-4 cm. Tùy gốc, nhưng mà gốc rất là lớn rồi, dễ nhiều. Đó, thì anh chị cứ cân nhắc nhé. Cái cây này bán lẻ có 80 ngàn thôi. Và sỉ thì cũng tương tự thôi. Mình sẽ giảm 5%, 10%, 15% hoặc là 20% tùy vào đơn hàng. Số lượng càng nhiều thì cái mức chiết khấu nó càng cao nha anh chị. Đó, ở đây cũng vậy này. Ở đây em có một cái lô cây đế vương này cũng vậy này. Đế vương nâu này và đế vương cam này. Thì hai cái dòng đế vương này thì cái mức giá nó chỉ có 60 ngàn một chậu thôi, đối với cái giá bán lẻ nha anh chị. Thì khi mà mình nhập sỉ được thì chắc chắn là thứ nhất là sẽ được lựa những cái chậu cây khỏe mạnh và đẹp trước. Sau đấy thì cái mức giá tiếp tục được giảm nữa nha anh chị. Đó. Anh chị nào có nhu cầu về mấy cái dòng cây này thì inbox cho em nhé. Đế vương nâu, đế vương cam là cũng vậy này. Đế vương nâu, đế vương cam thì size lá nó đều là trên size trên 20 hết rồi. Đó. Rồi tiếp đến nữa là cái cây công chúa hồng này nha anh chị. Công chúa hồng này thì cũng giá bán lẻ là 100 ngàn một chậu nhá. Và lá của nó đạt size trên 20 hết rồi. Có những lá đạt size 30 rồi. Đây, ví dụ như vậy. Cái này đạt size tầm 20-25 cm này. Và những cái size như thế này ấy, là tụi em cũng đang bán là 100 ngàn một chậu.
Và đặc biệt là những cái chậu mà nó có cái trụ này này thì tụi em sẽ cộng thêm 10.000 tiền trụ nữa, là 110.000. Và khi mà anh chị lấy được số lượng xỉ thì sẽ được chiết khấu thêm. Lôi công châu hồng này thì nó đang rất là mạnh rồi, cây rất là mạnh rồi, lá lớn này. 100.000, có trụ thì thêm 10.000. Cái lô hạt chân cam cũng vậy nha anh chị. Hạt chân cam thì cái size lá nó đặt size là trên 35 cm hết rồi nha anh chị. Gốc rất là lớn, gốc rất là lớn bằng ngón tay cái của em rồi nhé. Size trên 35 rồi. Có những chậu thì đặt size 40. Và 40 thì anh chị cũng biết được là cái size 40 thì đáng lẽ ra là cái mức giá của nó phải khác đấy. Nhưng mà bên em thì vẫn đang bán cái đồng giá là 100 thôi. Và anh chị nào mà có nhu cầu về cái dòng này thì cứ inbox cho em. Nó bán lẻ là 100.000 một chậu. Và anh chị nào mua xỉ được thì giá nó sẽ xuống nhiều đấy anh chị nhé. Tỷ lệ phần trăm nó sẽ trừ chiết khấu lại được rất là cao. Tiếp đến là cây hoàng tử trắng nha anh chị. Hoàng tử trắng này thì cây rất chất nha anh chị. Lá này nó không được lớn đâu, nhưng mà mỗi một cái lá này nó sẽ ra một cái cây con như này nha anh chị. Thậm chí là những cái phần gốc này nó sẽ đẻ cây con ở dưới gốc nữa. Đó. Và cái va nó cực đẹp. Nói chung dòng này va rất là đẹp. Anh chị về cho leo thêm trụ này, leo trụ này. Rất là đẹp anh chị ạ. 100.000 một chậu thôi. Đó. Còn xỉ thì chắc chắn là sẽ giảm tiếp nữa. Anh chị nào mà mới mình kinh doanh tiệm cây ấy, mới mở ra ấy, thì anh chị em thấy là nhập những cái lô hàng cái này rất là hợp lý này. Thứ nhất là mình vừa có hàng mình trưng bày mình bán. Thứ hai là mình những cái sản phẩm này là những sản phẩm nó trưởng thành rồi. Mình có thể là mình làm tác phẩm, mình cho vào chậu mình làm tác phẩm thì nó cũng khá là phù hợp. Kế đến là cây mắm mì nha anh chị. Mắm mì này thì size lá là size 20 rồi. Và cũng là 100.000 một chậu nha anh chị. Những cái chậu mà nó có hai thân như này thì tụi em bán là 200 một chậu. Xỉ thì giảm thêm. Còn những chậu mà nó một thân ấy, chậu một thân ấy, thì nó cũng chỉ có 100.000 một chậu thôi nha anh chị. Cái dòng này anh chị là nhập về mà anh chị cho leo trụ nữa thì rất là phù hợp. Tại vì cây nó thân nó dài rồi, cho leo trụ là cái lá nó bắt đầu nó sẽ úp sai mạnh. Em còn một lô hạt, em còn một lô công chúa trắng nữa, White Princess nữa. Thì lô White Princess này thì size lá nó đạt trên size trên 20 rồi. Và đặc biệt là cái dòng này cũng chỉ có 100.000 một chậu thôi nha anh chị. Và số lượng nhiều thì anh chị cứ inbox cho em. Anh chị cần va nhiều va ít thì cứ inbox cho em nhé. Dòng này thì cũng 100.000 một chậu thôi. Lá có những lá đạt size đến 30 rồi. Có một số lá đạt size 30 nha anh chị. Cái này là gần 30 này, 30 này. Đấy thì 100.000 một chậu thôi. Anh chị nào mà có nhu cầu về dòng này thì inbox cho em. Xỉ thì số lượng thì chắc chắn là được giảm giá rồi. Môn nhung này cũng thế này, môn nhung đồng giá 50.000 một chậu. Và váy va trắng, váy va trắng cây giống thì 200.000 nha anh chị. Xỉ thì sẽ có giá tốt hơn. Váy va trắng em quay sơ một chút cho váy va trắng cho anh chị cùng tham khảo này. Cây 200 là những cây như này này. Và đặc biệt là xỉ thì giá sẽ giảm rất nhiều nữa. Xỉ số lượng từ 10 chậu nha anh chị. Đó, ở đây thì em có những cái cây váy va trắng lớn này, mà va yếu thì giá mềm thôi. Và va đẹp thì giá nó sẽ cao hơn. Đó, thì cũng tùy nhu cầu của mỗi người thôi. Anh chị nào có nhu cầu về cái dòng này, dòng cây mấy cây công trình này thì cứ inbox cho em nhé. Nói chung là giá rất là thấp thôi. Trang trí nhà cửa cũng đẹp, rồi làm công trình, nhận công trình mình về mình phủ xanh cũng đẹp. Bên cạnh đó lại có va nữa. Có những cái dòng cây như này nó chỉ 500-700 thôi. Rất là lớn, cao cả mét mấy này. Gốc lớn rồi mà nó có va cũng chỉ 500-700 ngàn thôi. Đây trong này nó còn những cái lô ráy trắng nữa thì nó nhỏ hơn. Ví dụ những cái nhỏ nhỏ này thì có 200.000 một chậu thôi anh chị nhé. Rồi số lượng mà từ 10 chậu thì nó còn giảm cả mấy chục phần trăm nữa. Anh chị cứ cân nhắc cái dòng ráy trắng này nhé. Làm rất hiệu quả luôn. Em làm có 2 năm mà em làm đến cả ngàn cây rồi. Đây, những cái dòng này thì nó lớn hơn một chút này. Thì 400.000 một chậu nhé anh chị. Và rất là chất rồi. Và những cái dòng này là dòng sinh sản nhé. Sinh sản rồi. Đó, những cái cây 400.000 như này này. Nó đã sinh sản và sinh sản rất là nhiều luôn anh chị này. Một gốc nó chi chít con này. Đấy, đấy. Những cái dòng này như vậy đây. Gốc nó rất là nhiều con này anh chị này. Và em bán là em chỉ bán cái cây mẹ thôi nhé, 400.000. Còn cây con này em sẽ tách ra. Đó, những cái dòng lớn lớn này thì 400.000. Còn những nhỏ hơn thì 300 nha anh chị. Ví dụ dòng này thì 300.000 này. Lá lớn rồi, size nó đạt tầm 35 rồi. Và rất là chất. Này, dòng này là dòng em lựa va hết rồi. 400.000, 300.000, 200.000. Lớn hơn một chút thì 500, 700. Cũng tùy vào cái kích thước cũng như là vẻ đẹp từng cây.
Đó, những cái dòng này anh chị trồng lớn một chút anh chị bán cho khách, khách làm quà biếu tặng này, tân gia này, rồi khai trương này, rất là phù hợp anh chị nhé. Vừa đẹp vừa sang, giá là chỉ bằng một lãng hoa thôi. Lãng hoa 700-800 ngàn thôi, cái cây 700-800 bây giờ anh chị tặng, người ta trồng mấy năm trời người ta sinh sản ra rồi, quá là đẹp luôn. Đó. Thì thôi em cũng quay sơ một chút, và cơ bản là anh chị nào mà có thể nhập sỉ được hoặc là muốn làm cái muốn mở tiệm cây mới ấy, mà có nhu cầu với những cái dòng kiệt lá này thì inbox cho em nhé. Nói chung là giá cả sẽ để mức giá rất là hợp lý thôi. Đó. À, hiện tại đang có mấy mối sỉ đang ở ngoài sân đang rất là ồn ào, nên là em sẽ không có nói nhiều hơn nữa. Thôi em xin kết thúc video tại đây nhé. Anh chị nào cần chi tiết báo giá hoặc hình ảnh thì inbox cho em. Rồi, em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.